sáng 31 tháng 1, tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, tại thị trấn Núi Đối, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy long trọng tổ chức lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ lần thứ 16, xuân Quý Mão 2023. Lễ hội thu hút sự quan tâm cổ vũ đông đảo của người dân và du khách. Mặt khác, lễ hội khích lệ nhân dân tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đặc biệt, thông qua lễ hội nhằm động viên, khích lệ những chàng trai, cô gái miền biển thường xuyên luyện tập nâng cao sức khỏe, chinh phục bảo vệ biển khơi, khai thác nhiều hải sản, phát huy thế mạnh của huyện ven biển, ven đô làm giàu cho quê hương, đất nước. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão 2023. Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ là lễ hội dân gian mang ý nghĩa linh thiêng với ý niệm cầu mong cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ của huyện Kiến Thụy được khôi phục vào năm 2007. Lễ hội được tổ chức hàng năm là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, con người Kiến Thụy đến với du khách gần xa, đồng thời thể hiện sự đoàn kết, tinh thần thượng võ, lòng mến khách, thân thiện của người dân Kiến Thụy. Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ huyện Kiến Thụy lần thứ 16 có sự tham gia của 18 đội đua gồm 13 đội nam và 5 đội nữ đến từ 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với tổng số 360 vận động viên. Đây là năm đầu tiên có sự tham gia đầy đủ của tất cả các địa phương trên địa bàn huyện. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí trọng tài, vận động viên và toàn thể nhân dân. Thực hiện kế hoạch số 254 ngày 26 tháng 12 năm 2022, hôm nay Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy long trọng tổ chức khai mạc lễ hội đua thuyền rồng truyền thống huyện Kiến Thụy lần thứ 16 mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023. Về dự với buổi lễ khai mạc hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt chào mừng đại biểu thành phố. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. Đồng chí Đỗ Văn Trái, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đa Độ. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. Đại biểu huyện xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Đức Hòa, Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo cán bộ công chức các phòng ban ngành đoàn thể các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, đại biểu các xã thị trấn, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, cán bộ công chức các xã thị trấn, các đồng chí trọng tài, trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên, cổ động viên của 18 đơn vị tham gia dự giải. Cùng dự còn có các đồng chí phóng viên báo Hải Phòng, đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng, chuyên đề an ninh Hải Phòng, cổng thông tin điện tử thành phố, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, cổng thông tin điện tử huyện đến dự và đưa tin. Một lần nữa, xin nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân về dự lễ hội đua thuyền rồng truyền thống huyện Kiến Thụy lần thứ 16. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, sau đây ban tổ chức xin trọng giới thiệu và kính mời đồng chí
Phạm Thiên Thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban huyện, trưởng ban tổ chức lễ hội nên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. Kính thưa đồng chí Đỗ Đức Hòa, Bí thư huyện ủy Kiến Thụy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các vận động viên, các huấn luyện viên, thưa toàn thể nhân dân. Trong không khí ra quân của những ngày đầu năm mới, chào đón Xuân Quý Mão 2023, hôm nay Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy long trọng tổ chức lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ lần thứ 16. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vận động viên cùng toàn thể nhân dân lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ lần thứ 16 thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, Kiến Thụy là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, nơi phát tích vương triều nhà Mạc ở thế kỷ 16, nơi có phong trào Kim Sơn kháng Nhật đầu tiên của vùng duyên hải Bắc Bộ, nơi thực hiện khoán sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn đầu tiên của cả nước. Không những thế, Kiến Thụy còn được biết đến là miền đất có bề dày truyền thống văn hóa, nơi lưu giữ hai bảo vật quốc gia, nơi có nhiều lễ hội dân gian vô cùng đặc sắc và giá trị. Một trong những lễ hội đặc sắc đó là lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ. Đây là lễ hội dân gian mang ý nghĩa linh thiêng với ý niệm cầu mong cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Cùng với thời gian, lễ hội đua thuyền rồng truyền thống huyện Kiến Thụy được khôi phục vào năm 2007 và được tổ chức trên dòng sông Đa Độ, khu vực trung tâm huyện. Lễ hội được tổ chức hàng năm là dịp quảng bá về hình ảnh quê hương, hình ảnh con người Kiến Thụy đến với bạn bè, du khách gần xa, đồng thời thể hiện sự đoàn kết, tinh thần thượng võ, lòng mến khách, thân thiện của người dân Kiến Thụy. Đây còn là hoạt động thể thao được tổ chức vào dịp đầu xuân mới nhằm động viên, khích lệ nhân dân tích cực rèn luyện theo thân thể tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Đặc biệt, thông qua lễ hội nhằm khích lệ những chàng trai, cô gái miền biển thường xuyên luyện tập, nâng cao sức khỏe, chinh phục và bảo vệ biển khơi, khai thác nhiều hải sản, phát huy thế mạnh của huyện ven biển, ven đô, làm giàu cho quê hương đất nước. Đây cũng là hoạt động thiết thực đầu năm chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Quý Mão năm 2023. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, sau 2 năm bị gián đoạn do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội của huyện và đời sống tinh thần của nhân dân, nên việc tổ chức lễ hội đua thuyền rồng năm nay có nghĩa rất lớn, tạo không khí thi đua sôi nổi để các cấp ủy, chính quyền, quân và dân huyện Kiến Thụy quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo. Tham dự lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ năm nay có sự tham gia của 18 đội đua gồm 13 đội nam và 5 đội nữ đến từ 18 xã thị trấn trên địa bàn huyện với tổng số 360 vận động viên. Đây là năm đầu tiên có sự tham gia đầy đủ của tất cả các địa phương trên địa bàn huyện. Trong những ngày qua, các xã thị trấn đã vào cuộc rất tích cực. Các vận động viên của 18 đội đua đã hăng say luyện tập. Ban tổ chức giải đã cố gắng và nỗ lực rất cao để chuẩn bị chú đáo và tạo mọi điều kiện tốt nhất tổ chức thành công lễ hội đua thuyền rồng truyền thống năm 2023. Nhân dịp đầu xuân mới, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và ban tổ chức giải, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các anh chị em vận động viên, huấn luyện viên sức khỏe, tự tin, thi đấu hết mình, đạt được thành tích cao. Chúc tổ trọng tài sức khỏe, công tâm, khách quan,
đánh giá đúng thành tích các đội đua, chúc lễ hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc giải đua thuyền rồng truyền thống huyện Kim Thụy lần thứ 16 năm 2023. Xin trân trọng cảm ơn. Kính mời đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban huyện lên đánh trống khai hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, ban tổ chức trọng tài, các vận động viên cùng các cổ động viên. Tên tôi là Phạm Văn Thủy, là vận động viên đơn vị đua thuyền xã Tân Trào, đại diện cho các vận động viên tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Kim Thụy lần thứ 16 năm 2023. Xin hứa tuyệt đối chấp hành điều lệ giải, nội quy, quy định thi đấu của ban tổ chức, sự điều hành của tổ trọng tài, tham gia thi đấu một cách tích cực, nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao nhất, tôn chỉ mục đích và ý nghĩa sự trong sáng trong thể thao, đó là đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ. Xin chúc quý vị đại biểu sức khỏe. Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống huyện Kim Thụy lần thứ 16 năm 2023 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn vận động viên Phạm Văn Thủy. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời trọng tài Nguyễn Đình Dũng thay mặt tổ trọng tài điều hành giải lên tuyên thệ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa ban tổ chức giải cùng toàn thể các vận động viên, tôi Nguyễn Đình Dũng thay mặt cho các trọng tài điều hành lễ hội đua thuyền rồng truyền thống huyện Kim Thụy lần thứ 16 năm 2023 xin thề chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, luật và điều lệ của ban tổ chức, điều hành giải một cách vô tư, khách quan, trung thực, tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên phát huy hết khả năng chuyên môn của mình. Xin thề. Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc giải thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Duy Lập, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao nên thông qua điều lệ giải và điều hành bốc thăm đường đua. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí trọng tài, vận động viên và toàn thể nhân dân. Sau đây thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua tóm tắt điều lệ lễ hội đua thuyền rồng truyền thống lần thứ 16 mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 1. Thời gian thi đấu 1/2 ngày, từ 7:30 đến 11:30 ngày 31 tháng 1 năm 2023, tức ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão. 2. Địa điểm thi đấu trên sông Đa Độ, trung tâm thị trấn Đô Lối, huyện Kiến Thụy. 3. Nội dung thi đấu giải đội nam, đội nữ. 4. Cự ly thi đấu nữ 2.400m, 3 vòng, tương ứng với 3 lượt đi và 3 lượt về. Nội dung nam là 3.200m, tương ứng với 4 vòng, 4 lượt đi và 4 lượt về. 5. Đối tượng, số lượng đăng ký, các vận động viên tham gia thi đấu đăng ký theo địa bàn hành chính xã, thị trấn có xác nhận y tế về sức khỏe được tham gia thi đấu. Độ tuổi đăng ký thi đấu là những vận động viên đủ 18 đến 60 tuổi. Mỗi đội tham gia thi đấu được đăng ký tối đa 20 vận động viên, trong đó 17 vận động viên thi đấu chính thức bao gồm 14 tay chèo, 1 người lái, 1 người tát nước, 1 người chỉ huy và 3 vận động viên dự bị. 7. Trang phục thi đấu, quần áo thể thao hoặc quần áo lễ hội, các vận động viên thi đấu phải mặc áo phao. 8. Phương tiện thi đấu, ban tổ chức cung cấp cùng một loại thuyền, mái chèo, áo phao cho các đơn vị tham gia thi đấu. Trước khi thi đấu, các đội bốc thăm đường đua nhận mái chèo, thuyền từ ban tổ chức. 9. Đường đua và vạch đích, ban tổ chức lắp đặt 4 đường đua trên khu vực thi đấu để tổ chức thi đấu. Đường đua được đánh dấu bằng các cọc tiêu dễ nhìn dọc theo toàn bộ đường đua. Đường đua có độ rộng tối thiểu là 10m, tối đa là 14m. Đường đua được đánh số thứ tự từ 1 đến 4, từ trái sang phải nhìn theo hướng đường đua. 10. Giai đoạn xuống thuyền, trước giờ xuất phát chính thức, trọng tài gọi tên các đội để điểm danh, kiểm tra các điều kiện. Sau khi trọng tài kiểm tra các đội tập trung chuẩn bị xuống thuyền theo sự hướng dẫn của trọng tài. 11. Xuất phát,
các đội có mặt ở gần khu vực xuất phát để trọng tài gióng hàng, hướng dẫn vào khu vực đường đua theo thứ tự bốc thăm. Trọng tài giơ cờ hướng dẫn cho các thuyền gióng hàng và báo hiệu chuẩn bị xuất phát. Các đội không được trì hoãn giờ xuất phát. Nếu đội nào vi phạm bị nhắc nhở đến lần thứ hai, đội đó sẽ bị loại. Hiệu lệnh xuất phát. Các đội chuẩn bị 1, 2, 3, xuất phát. Trọng tài hô qua loa và phất cờ hiệu. Trọng tài sẽ hướng dẫn trước cho các đội đua ở trên đường đua dưới sông. Nếu vì lý do kỹ thuật đội nào đó chưa thể xuất phát được, ngay sau khi trọng tài giơ cờ lên, người chỉ huy thuyền phải ra dấu hiệu với trọng tài xuất phát bằng cách với cả hai tay. Nếu trọng tài đã hô chuẩn bị thì việc ra dấu hiệu của các đội không còn giá trị. Nếu thuyền nào phạm quy xuất phát trước khi có khẩu lệnh, trọng tài ra tín hiệu bằng loa, điều xuồng máy chạy cắt ngang đường đua, báo dừng lại và cho xuất phát lại. Ở một đợt đua, đội nào vi phạm hai lần xuất phát, đội đó sẽ bị loại. Các đội xuất phát thi đấu trên đường đua được quy định. Khi đến điểm cuối của đường cua, chúng vòng trái, vòng theo ngược chiều kim đồng hồ, tiếp tục thi đấu cho đến hết cự ly. Điểm xuất phát cũng là đích để tính thành tích. 12. Trên đường đua, từ điểm xuất phát tới đích, các thuyền đi đúng đường đua đã được quy định. Trọng tài giám sát đường đua sẽ nhắc nhở các đội. Nếu đội nào cố tình vượt sang đường đua của đội khác, đội đó sẽ bị loại. Vận động viên chỉ huy, vận động viên tắt nước không được tham gia chèo thuyền dưới mọi hình thức, ngồi hoặc đứng ở một vị trí cố định. Đội nào vi phạm, ban tổ chức không công nhận thành tích. Quá trình đua, vận động viên có thể chèo thuyền ở tư thế ngồi hoặc đứng. Giai đoạn về đích, trọng tài xác định thứ tự căn cứ thời gian về đích của các đội. Các thuyền được xem là hoàn tất cuộc đua khi đầu thuyền chạm qua điểm đích. 14. Thành tích. Căn cứ vào thời gian hoàn thành cự ly thi đấu để xác định thứ tự của các đội, thành tích ở nội dung nam và nữ được tính riêng. 15. Ban tổ chức tặng cờ, giải thưởng cho các đội nam, đội nữ theo kết quả thứ tự về đích nhất, nhì, ba, tư. Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các đội không đạt giải. Sau đây là phần bốc thăm đường đua. Xin mời đơn vị lượt đua thứ nhất, nội dung nam lên sân khấu bốc thăm đường đua. 1. Thị trấn Núi Đối. 2. Xã Đông Phương. 3. Xã Thụy Hương. Xin mời đại diện của ba đơn vị chúng ta lên sân khấu để bốc thăm đường đua. Vâng, như vậy ở lượt đua thứ nhất, thị trấn Núi Đối bốc thăm đường đua số 2, xã Đông Phương đường đua số 3, xã Thụy Hương đường đua số 4. Xin được cảm ơn các vận động viên. Xin mời các đơn vị ở đợt đua thứ hai, nội dung nam lên sân khấu bốc thăm đường đua. Đại diện của xã Ngũ Phúc, đại diện của xã Đại Đồng và đại diện của xã Tân Phong lên sân khấu. Xin mời ba đơn vị chúng ta bốc thăm đường đua. Vâng, xin được cảm ơn các vận động viên. Như vậy ở đợt đua thứ hai, xã Ngũ Phúc đường đua số 4, xã Đại Đồng đường đua số 1, xã Tân Phong đường đua số 3. Xin mời các đơn vị ở đợt đua thứ ba, nội dung nữ lên sân khấu bốc thăm đường đua. Xin mời đại diện của xã Minh Tân, đại diện của xã Đại Hà lên sân khấu bốc thăm đường đua. Và hai đơn vị, xin mời hai đơn vị về vị trí. Như vậy, xã Minh Tân đường đua số 1, xã Đại Hà đường đua số 4. Tiếp theo xin mời các đơn vị ở đợt đua thứ tư, nội dung nam lên sân khấu bốc thăm đường đua. Đại diện của xã Thuận Thiên, xã Tân Trào, xã Du Lễ, xin mời các đại diện của các đơn vị. Cảm ơn các đại diện của đơn vị. Xin mời các vận động viên về vị trí. Như vậy kết quả bốc thăm ở đường đua thứ tư, xã Thần Thiên đường đua số 4, xã Tân Trào đường đua số 2, xã Du Lễ đường đua số 3. Xin mời các đơn vị ở lượt đua thứ năm, nội dung nữ lên sân khấu bốc thăm đường đua. Đại diện của xã Ngũ Đoan, xã Thanh Sơn và xã Kiến Quốc. Sau đó chúng ta rơi lên phía trước để các vận động viên cũng như khán giả biết được.
Như vậy kết quả bốc thăm ở đợt đua thứ 5, xã Ngũ Đoan đường đua số 1, xã Thanh Sơn đường đua số 2, xã Kiến Quốc đường đua số 3. Tiếp theo xin mời các đơn vị ở đợt đua thứ 6 nội dung nam lên sân khấu bốc thăm. 1. Xã Hữu Bằng, xã Đại Hợp, xã Đoàn Xá và xã Tú Sơn. Xin kính mời các đại diện lên sân khấu bốc thăm đường đua. Vâng, xin được cảm ơn các đại diện. Như vậy, kết quả bốc thăm: xã Hữu Bằng đường đua số 4, xã Đại Hợp đường đua số 3, xã Đoàn Xá đường đua số 1 và xã Thu Sơn đường đua số 2. Xin được cảm ơn các đồng chí. Kính thưa các lãnh đạo, kính thưa đại biểu. Như vậy, thay mặt cho ban tổ chức, chúng ta tóm tắt điều lệ giải cũng như bốc thăm đường đua ở các lượt đua đã kết thúc. Xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, các động viên mạnh khỏe, thi đấu đạt thành tích cao nhất. Chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, để động viên khích lệ các đơn vị tham gia giải, tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đồng chí Đỗ Đức Hòa, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Phạm Văn Định, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Tiến Thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nên tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị và tặng hoa cho tổ trọng tài. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Việc làm ảnh hưởng trực tiếp đến các vận động viên ở các đường đua. Đề nghị với các cư dân chúng ta ở trên thuyền, đề nghị các cư dân ở trên thuyền trên sông Đa Đồ, đề nghị các chúng ta đưa thuyền sát vào bờ để đảm bảo cho đường đua cho các vận động viên trong đường đua lần thứ nhất này. Đề nghị các vận động viên của chúng ta ở hai đường đua số 2, đường đua số 3, thuyền về khu vực đường đua số 2 và đường đua số 4. Đoàn Xá, Đại Hợp, thị trấn Đới, Thanh Sơn, Ngũ Phúc, Du Lễ, Minh Tạng, Đại Đồng, Kiến Quốc, Tú Sơn, Tân Phong, Đông Phương, Đại Hà, Ngũ Đoan, Thụy Hương, Tân Trào và Thuận Thiên. Lệnh xuất phát ở đây là các vận động viên chuẩn bị 1, 2, 3, xuất phát thì chúng ta mới được xuất phát. Đề nghị các vận động viên của chúng ta đường đua số 4 đến từ xã Thủy Hương, đề nghị các vận động viên của chúng ta áp thêm một cột mốc để chờ đợi tổ trọng tài. Và sau khi các vận động viên của chúng ta đã chuẩn bị xong, đề nghị các vận động viên của chúng ta đại diện một người giơ tay lên báo hiệu cho tổ trọng tài là đã sẵn sàng. Đường đua số 4. Lúc này các vận động viên ở các đường đua cũng đã sẵn sàng. Đề nghị tổ trọng tài chúng ta kiểm tra này lần cuối. Kính thưa tất cả quý vị, và theo dõi của quan sát của chúng tôi thì ba đơn vị thị trấn Núi Đối, xã Đông Phương và xã Thủy Hương đã sẵn sàng ở vạch xuất phát, và chỉ còn ít phút nữa thôi thì hiệu lệnh của tổ trọng tài sẽ được vang lên và chúng ta sẽ được chứng kiến lượt đua đầu tiên của ba đơn vị nội dung thi đấu nam trong lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ lần thứ 16 của huyện Kiến Thụy năm 2023 hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những trận đua vô cùng kịch tính và sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc vỡ òa khi các vận động viên của đội nhà mang thành tích cao về cho địa phương mình trong mùa xuân 2023. Kính thưa tất cả quý vị, và như chúng ta đã biết, tất cả những lễ hội đầu mùa xuân là những lễ hội cầu mong như an lành, hạnh phúc, tốt đẹp và may mắn nhất tới cho mọi người, mọi nhà. Và cũng giống như vậy,
lễ hội mùa xuân của huyện Kiến Thụy, lễ hội đua thuyền là 1, 2, 3 xuất phát. Và vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này quý vị và các bạn chúng ta cũng đã chứng kiến lệnh phát của tổ trọng tài cũng đã phát lên. Và lúc này quý vị và các bạn chúng ta đang được chứng kiến ở ba đường đua số 2 của vận động viên đến từ thị trấn Núi Đối, đường đua số 3 của vận động viên đến từ Đông Hương và đường đua số 4 của vận động viên đến từ Thủy Hương. Và lúc này các vận động viên của chúng ta cũng đang bắt tay vào lượt đi lần thứ nhất. Và kính thưa quý vị, thưa các bạn, các vận động viên nam của chúng ta phải trải qua 4 lượt đi và 4 lượt về. Và lúc này quý vị và các bạn chúng ta đang được chứng kiến ở ba đường đua số 2, đường đua số 3 và đường đua số 4. Các vận động viên của chúng ta đang bắt tay vào lượt đi lần thứ nhất. Như quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở ba đường đua lúc này đang cố gắng hết sức mình đưa thuyền lướt sóng như những cánh chim hải âu hòa lượn trên sóng để cống hiến cho quý vị và các bạn một mùa lễ hội lần thứ 16 xuân Quý Mão 2023 đầy kịch tính và bất ngờ. Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này quý vị và các bạn chúng ta cũng đã được chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở đường đua số 2 và đường đua số 3 cũng đã cắt qua cột mốc. Vâng, và các vận động viên của chúng ta ở đường đua số 2 đến từ thị trấn Núi Đối cũng đã cắt qua cột mốc và đang bứt phá nên tạm thời dẫn lên đầu. Quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở ba đường đua số 2 và đường đua số 3. Các vận động viên của chúng ta đang đứng trước đường tài. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là đường đua số 3, các vận động viên của Đông Phương chúng ta cũng đang đi nối ở kỹ thuật. Các vận động viên đường đua số 3 đến từ Đông Phương đang đi nối ở kỹ thuật. Và lúc này quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở hai đường đua số 2 và đường đua số 4 cũng đang ngang sức ngang tài. Lúc này các vận động viên của chúng ta đang tạm thời bước phá lên đầu. Và đường đua số 3 các vận động viên đến từ Đông Phương, 3 các vận động viên của chúng ta đến từ Đông Phương cũng đã sửa xong nối kỹ thuật và đang bước phá, đang trở về đường lượt thứ nhất. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, như quý vị và các bạn chúng ta cũng đã được chứng kiến, cũng đã được diễn ra trên sông Đa Đồi này. Và năm nay là mùa thứ 16, quý vị và các bạn chúng ta cũng được chứng kiến. Và lúc này ở các đường đua số 2 và đường đua số 4, các vận động viên của chúng ta đang bắt tay vào lượt đi lần thứ 2. Các vận động viên của chúng ta ở đường đua số 3 lúc này cũng đã cố gắng hết sức mình để đua thuyền hoàn thành xong lượt về lần thứ nhất, để rồi các vận động viên của chúng ta phải bắt tay vào lượt đi lần thứ 2. Thưa quý vị, và theo quan sát của chúng ta thì hiện nay ở đường đua số 2 là đường đua thị trấn Núi Đối. Thị trấn Núi Đối qua quá trình hình thành được thiên nhiên ưu đãi, khéo tạo cho thị trấn có cảnh san thủy hữu tình mà hướng các nơi nào đồng bằng duyên hải Bắc Bộ có được. Núi Đối hay còn gọi là Đối Sơn, một phần thuộc thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, một phần thuộc thị trấn Núi Đối, xuất hiện bên dòng Đa Đồi như dải lụa mềm. Dòng Đa Đồi đoạn qua thị trấn Núi Đối rộng trên 100m, dài 5km. Và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội thực hiện, chúng ta cũng đang chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở hai đường đua số 2 và đường đua số 4, các vận động viên của chúng ta đã hoàn thành xong lượt đi lần thứ 3. Tâm huyện đi theo đường 402 dài 3km, phía bắc giáp xã Hữu Bằng, phía đông giáp xã Thanh Sơn, phía đông nam giáp xã Đại Hà và phía tây giáp xã Du Lễ. Trước năm 1838 thì vùng đất này thuộc Tổng Trà Phương. Tổng Trà Phương gồm có 6 xã là Trà Phương, Quế Lâm, Hương Lan, Xuân Lan, Phương Đường và Hương Đường, là phủ lỵ của Kiến Thụy, Sơn. Xã Thị Hương còn lại 3 thôn là Trà Phương, Quế Lâm và Phương Lan. Trên địa bàn của xã có núi chè Trà Phương cao 52m so với mực nước biển, diện tích là 9,25 ha. Đang bắt tay ở hai đường đua số 2 và đường đua số 4, các vận động viên của chúng ta đang bắt tay vào lượt đi lần thứ 3. Quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến ở đường đua số 2 lúc này đang tạm thời bứt phá lên đầu và đang bỏ xa đường đua số 4 với trên 2 thân thuyền. Quý vị cũng đang được chứng kiến các vận động viên ở đường đua số 3, các vận động viên đến từ đơn vị Đông Phương. Chỉ cần một lát nữa thôi là các vận động viên này của chúng ta đã hoàn thành xong lượt về lần thứ 2. Vâng, và các vận động viên của đơn vị xã Đông Phương ở đường đua số 3 cũng đã hoàn thành và chuẩn bị bước vào vòng đua tiếp theo.
thuộc với chiều dài là 2,2 km. Trước năm 1945, vùng đất này thuộc tổng Đại Trà. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, xã Đại Đồng được thành lập trên cơ sở tổng Đại Trà cũ, gồm các thôn. Ta phải bắt tay vào lượt đi lần thứ 4 và lượt về lần thứ 4. Vâng, các vận động viên của chúng ta phải đua với 4 lượt đi và 4 lượt về. Lúc này các vận động viên của chúng ta ở đường đua số 2 và đường đua số 4, các vận động viên của chúng ta đang bắt tay vào lượt về lần thứ 3. Và để rồi các vận động viên của chúng ta phải bắt tay vào lượt đi lần thứ 4. Quý vị và các bạn, chúng ta đang chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở hai đường đua số 2 và đường đua số 4 đang chuẩn bị về đích lần thứ 3. Và để rồi các vận động viên sẽ bắt tay vào lượt đi lần thứ 4. Thì tạm thời chúng ta đang được chứng kiến ở đường đua số 2 đang bước phá lên đầu, bỏ xa đường đua số 4 một khoảng cách khá xa. Trả lời bắt đầu trước tới các đơn vị tham dự trong chương trình lễ hội mùa xuân 2023 năm nay. Theo quan sát của chúng tôi thì có một số các đội có mang theo mái chèo của đội mình để cho kết quả công tâm nhất. Ban tổ chức đề nghị tất cả các đội tham dự trong lễ hội năm nay chúng ta sử dụng mái chèo của ban tổ chức và tuyệt đối không được sử dụng mái chèo của các đơn vị mang theo. Một lần nữa, trả lời của ban tổ chức đề nghị tất cả các đội tham dự trong chương trình lễ hội. Chúng ta cũng đang được chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở hai đường đua số 2 và đường đua số 4. Các vận động viên của chúng ta đã hoàn thành xong lượt về lần thứ 3. Lúc này các vận động viên của chúng ta đang bắt tay vào lượt đi lần thứ 4. Cho quý vị và các bạn một mùa lễ hội lần thứ 16 Xuân Quý Mão của huyện Kiến Thụy ngày hôm nay với những cảm xúc sẽ được vỡ hòa trong những giây cuối, đó là những đường bứt phá về đích của các vận động viên nam chúng ta tham dự ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, để có một giải thành công nhất, đó là sự công tâm và thành tích khách quan sẽ không tính. Kính thưa toàn thể quý vị, mỗi khi mùa xuân đến thì chúng ta sẽ được đến với những lễ hội của các địa phương. Tất cả những lễ hội vào đầu mùa xuân đều là những lễ hội để cầu mong cho mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Và lễ hội mùa xuân của huyện Kiến Thụy cũng vậy. Đây là những lời cầu mong như an lành hạnh phúc tốt đẹp và may mắn nhất sẽ tới với người dân của huyện Kiến Thụy anh hùng. Và lúc này quý vị và các bạn, chúng ta đang được chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở đường đua số 2 đến từ đơn vị thị trấn Núi Đối. Và lúc này các vận động viên của chúng ta đang dồn hết tâm sức vào tay lái mái chèo với những tiếng gõ nhịp chèo rút khoát đều đặn, với những đường cua thông minh, với những tha rượt đuổi. Thì lúc này các vận động viên của chúng ta ở đường đua số 2 đến từ thị trấn Núi Đối đang tạm thời bước phá lên đầu, cũng đang bắt tay vào lượt về lần thứ 4, đó là lượt về đích. Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, các vận động viên của chúng ta thị trấn Núi Đối cũng đã hoàn thành xong lượt về của các vận động viên nam, đã trải qua 4 lượt đi và 4 lượt về. Như quý vị và các bạn, chúng ta cũng đang được chứng kiến thành tích của các vận động viên nam. Như vậy là ở lượt đua thứ nhất, nội dung thi đấu các vận động viên nam thì chúng ta thấy trở về vị trí đích đầu tiên, đó là đơn vị thị trấn Núi Đối. Và tiếp theo là ở đường đua số 4, đơn vị xã Thủy Hương. Ở đường đua số 3, đơn vị xã Đông Phương cũng đang cố gắng hết sức mình. Rất cảm ơn các vận động viên nam ở lượt đua thứ nhất, các vận động viên của chúng ta cũng đã hoàn thành xong lượt về. Và đề nghị các vận động viên của chúng ta bàn giao thuyền cho lượt đua nam lần thứ 2. Xin quý vị nổ một tràng tay thật lớn để chào đón các vận động viên của đơn vị xã Đông Phương. Xin được chúc mừng các chàng trai đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chứng kiến một tiết mục văn nghệ trong quá trình các vận động viên của lượt đua thứ nhất giao thuyền cho các vận động viên ở lượt đua thứ hai. Xin mời các vận động viên của xã Ngũ Phúc, xã Đại Đồng, xã Tân Phong, vận động viên nam, chúng ta chuẩn bị nhận thuyền. Và xin mời quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân, chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục văn nghệ trên thuyền. Ở đường đua số 4, các vận động viên đến từ xã Đại Đồng ở đường đua số 1 và các vận động viên đến từ xã Tân Phong ở đường đua số 3. Để đảm bảo thời gian, xin mời các vận động viên của chúng ta cũng đã tiếp nhận thuyền, đề nghị các vận động viên của chúng ta đưa đại diện cho các vận động viên. Chúng ta đại diện cho một người, chúng ta giơ tay nên báo hiệu cho tổ trọng tài là đã chuẩn bị xuất phát.
Đề nghị các vận động viên của chúng ta đến từ đơn vị xã Tân Phong và đường đua số 3. Đề nghị các vận động viên của chúng ta khẩn trương đưa thuyền ra điểm xuất phát để chờ lệnh của tổ trọng tài. Và sau khi các vận động viên của chúng ta đã chuẩn bị xong, đại diện cho một vận động viên chúng ta giơ tay lên báo hiệu cho tổ trọng tài để tổ trọng tài biết. 2, 3, xuất phát! Vâng, quý vị và các bạn, chúng ta cũng đã thấy hiệu lệnh của tổ trọng tài cũng đã được phát ra. Và lúc này quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến các vận động viên ở đường đua số 1 đến từ đơn vị xã Đại Đồng, đường đua số 3 các vận động viên đến từ đơn vị xã Tân Phong, ở đường đua số 4 các vận động viên đến từ đơn vị. Và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến các vận động viên nam của chúng ta đang bắt tay vào lượt đi lần thứ nhất. Và các vận động viên của chúng ta trong lượt đua ngày hôm nay phải thực hiện 4 lượt đi và 4 lượt về. Lúc này các vận động viên của chúng ta ở 3 đường đua số 1, đường đua số 3 và đường đua số 4. Các vận động viên của chúng ta đang bắt tay vào lượt đi lần thứ nhất. Như lúc này quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở 3 đường đua lúc này đang bám sát theo nhau. Vâng, quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở 3 đường đua lúc này cũng đang đương sức đương tài và đã hoàn thành xong lượt đi lần thứ nhất. Và để rồi các vận động viên của chúng ta sẽ bắt tay vào lượt về lần thứ nhất. Quý vị và các bạn chúng ta đang được chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở 3 đường đua số 1, đường đua số 3 và đường đua số 4. Lúc này ở 3 đường đua của chúng ta, các vận động viên của chúng ta cũng đang đương sức đương tài, cũng đang bám theo sát nhau. Quý vị và các bạn chúng ta được chứng kiến các vận động viên ở đường đua số 1 đến từ đơn vị xã Đại Đồng, ở đường đua số 3 đơn vị đến từ xã Tân Phong và đường đua số 4 các đơn vị đến từ xã Ngũ Phúc. Chỉ một lát nữa thôi quý vị và các bạn chúng ta sẽ được chứng kiến lượt về lần thứ nhất của các vận động viên của chúng ta. Và bây giờ thì cả ba đơn vị đều bám sát rất sát nhau và vòng qua cột mốc đầu tiên đó là đơn vị xã Ngũ Phúc, sau đó là đơn vị xã Đại Đồng. Ở ba đường đua quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến các vận động viên của chúng ta đang đương sức đương tài. Ở ba thì những điều bất ngờ sẽ được xảy ra vào nước rút với những đường cua thông minh, với những pha rượt đuổi. Các vận động viên của chúng ta sẽ bám sát nhau vào ba đường đua. Lúc này các vận động viên ở ba đường đua cũng đang theo sát nhau ở đường đua số 1, đường đua số 3 và đường đua số 4. Các vận động viên của chúng ta đã hoàn thành xong lượt về lần thứ nhất. Lúc này các vận động viên của chúng ta đang bắt tay vào lượt đi lần thứ hai. Các vận động viên nam của chúng ta phải trải qua 4 lượt đi và 4 lượt về. Và lúc này đang tạm thời bứt phá dẫn đầu đó là các vận động viên đến từ đơn vị xã Ngũ Phúc ở đường đua số 4 cũng đã cắt qua cột mốc và đang bắt tay vào lượt đi lần thứ ba. Ở đường đua số 1 và đường đua số 3, các vận động viên của chúng ta đến từ đơn vị Đại Đồng và Tân Phong kiến ở đường đua số 1 và đường đua số 3. Thì hai đường đua này cũng đang đương sức đương dài và tạm thời bứt phá nên dẫn đầu vì bỏ xa đường đua số 1 và đường đua số 3 với trên một thân thuyền, đó là đường đua số 4 các vận động viên đến từ đơn vị xã Ngũ Phúc. Và kính thưa quý vị, ở đường đua thứ nhất, ở đường đua số 1 là các vận động viên nam của đơn vị xã Đại Đồng. Xã Đại Đồng thì nằm ở phía tây bắc của huyện Kiến Thụy, là một xã tiếp giáp với quận Dương Kinh và khu công nghiệp, nên đời sống kinh tế của địa phương không ngừng được phát triển về nhiều mặt. Trong đó có phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhiều năm đã đạt được thứ hạng cao do huyện tổ chức. Đại Đồng là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Ở cuối thế kỷ thứ 10, nhân dân Tổng Đại Trà đã tích cực đóng góp nhân lực vật lực theo Chu Xích Công giúp cho vua Lê Hoàn phá Tổng Bình Chiêm. Vào cuối thế kỷ thứ 13, ở Thái ấp Đại Trà có phỏ mã đô úy Văn Định Vương Trần Quốc Thi tổ chức huy động lương thảo chiêu tập binh mã tham gia kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược. Thời nhà Mạc thì có ông Nguyễn Như Quế là người Đại Trà đã có công giúp nhà Mạc tạo dựng vương triều, là một trong những công thần khai quốc. Ông làm quan đến chức thái úy Trung Quốc Công. Cùng thời ở Đại Trà còn có ông Nguyễn Đức Cao làm quan triều Mạc được phong thái bảo. Và phía trước mặt của quý vị đại biểu, các kỳ khách quý, đường đua số 3 là các vận động viên đến từ đơn vị xã Tân Phong. Kính thưa tất cả quý vị, xã Tân Phong thì nằm về phía đông nam của huyện Kiến Thụy, với thế đất hình rồng vàng, huyền thoại, giao thông thủy lợi, nên ngay từ thế kỷ thứ 13 đã có nhiều người Việt cổ và miền Nam Trung Hoa về đây khai phá, xuống vẹt, cải tạo đất đai định cư, lập ra hai làng với tên gọi Lai Chỉ và Dụ Dị, sau đổi thành ấp Giấu.
Trước năm 1945 thì vùng đất này có tên là Tổng Lão Phong, là một trong những tổng lớn của phủ Nghi Dương, bao gồm các làng Lão Phong, Lão Phú, Quý Kim và Đức Hậu. Sau cách mạng tháng 8 1945 thì xã Tân Phong được thành lập gồm các thôn Lão Phong, Lão Phú. Thái năm 1948 thì thôn Đoan Xá tách ra thuộc về xã Đoàn Xá. Xã Tân Phong còn lại 4 thôn, sau đó thôn Lão Phong tách thành 2 thôn. Hiện nay xã Tân Phong có 5 thôn là Lão Phong 1, Lão Phong 2, Lão Phú. Ra với nước rút chỉ một nát nữa thôi. Vâng, chỉ một nát nữa thôi, các vận động viên của chúng ta sẽ bắt tay vào lượt về lần thứ 4, đó là lượt về đích. Trước sự hân hoan của quý vị và các bạn đang theo dõi trong các đường đua số 1, đường đua số 3 và đường đua số 4. Và lúc này các vận động viên của chúng ta ở đường đua số 4 đang tạm thời bứt phá nên dẫn đầu. Quý vị và các bạn, chúng ta chứng kiến trong thể thao thì đây là một khoảng cách, vâng, đây là một khoảng cách khá an toàn quý vị và các bạn ạ. Chỉ một nát nữa thôi, vâng, chỉ một nát nữa thôi là các vận động viên, các người hùng của chúng ta với những người con miền biển sẽ cống hiến cho quý vị những điều bất ngờ sẽ xảy ra trước mắt của chúng ta trong mùa lễ hội lần thứ 16 ngày hôm nay. Vâng, xin chào những người hùng, những vận động viên nam của đường đua số 4 đến từ đơn vị xã Ngũ Phúc cũng đã hoàn thành xong lượt về. Thưa quý vị, và chúng ta đang chuẩn bị để chào đón hai đơn vị tiếp theo, đó là các vận động viên của xã Đại Đồng và xã Tân Phong. Những chào vào đây của quý vị đâu rồi ạ? Chúng ta hãy cùng mở những chào tay thật lớn, thật đồng nhiệt để chào đón sự trở về của các vận động viên của hai xã Đại Đồng và Tân Phong. Xin được chúc mừng các vận động viên nam ở lượt đua thứ 2. Chúc mừng đơn vị xã, các vận động viên nam của lượt đua số 2. Chúng ta hãy đưa thuyền về bến để chuẩn bị giao thuyền cho các vận động viên nữ trong lượt đua thứ 3. Thưa quý vị, trong lượt đua thứ 3 sẽ là các vận động viên nữ của hai đơn vị xã Minh Tân và xã Đại Hà. Hai đội nữ, chúng ta lưu ý, chúng ta thi nữ là 3 vòng, 3 lượt đi và 3 lượt về. Khẩu lệnh của trọng tài hô là các đơn vị chuẩn bị. Các ông chí trọng tài dưới xuồng điều hành, các ông chí lưu ý, chúng ta đảm bảo các thuyền ở điểm xuất phát mà đuôi thuyền ở đúng vị trí rồi, đủ điều kiện là chúng ta có hiệu lệnh xuất phát. Với cột mốc thì đề nghị tổ trọng tài chúng ta chuẩn bị xuất phát. Minh Tân cao lên chút đi, Minh Tân chào lên xem chút đi, Minh Tân chào lên xem chút. Các vận động viên của chúng ta chú ý. Các vận động viên chuẩn bị 1, 2, 3 xuất phát. Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, vậy là hiệu lệnh của tổ trọng tài cũng đã được vang lên. Hiệu lệnh của tổ trọng tài cũng đã được vang lên. Lúc này các vận động viên nữ của chúng ta đến từ đơn vị xã Minh Tân ở đường đua số 1. Các vận động viên nữ của chúng ta ở hai đường đua số 1 và đường đua số 4. Lúc này các vận động viên đang bắt tay vào lượt đi lần thứ nhất. Các vận động viên của chúng ta phải trải qua 3 lượt đi và 3 lượt về. Ngắn hơn so với vận động viên nam là 1 vòng. Lúc này các vận động viên của chúng ta ở hai đường đua, các cô gái đến từ đơn vị Minh Tân, phía nam giáp xã Tân Trào, phía tây thì giáp xã Kiến Quốc và xã Thủy Hương, phía đông giáp xã Ngũ Đoan, và từ trung tâm xã theo đường 404 và năm 1956, xã Đại Hà được thành lập trên cơ sở tách ra từ xã Ngũ Đoan Hưng. Xã Đại Hà hiện nay có 4 thôn là thôn Nhân Trai, Ngọc Liễn, Cao Bộ, Cao Tiến và một cụm dân cư. Và chúng ta đang thấy rằng các vận động viên nữ của đơn vị xã Đại Hà đã khán giả đâu ạ? Vâng ạ, chúng ta hãy cùng cổ vũ cho các vận động viên của chúng ta. Như vậy quý vị và các bạn, chúng ta đã được chứng kiến các vận động viên của chúng ta đã hoàn thành xong lượt về lần thứ nhất. Và các bạn, chúng ta cũng đang được chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở đường đua số 4 đến từ đơn vị xã Đại Hà. Lúc này các vận động viên cũng đang tạm thời bứt phá dẫn đầu với đường. Xưa thì có tên là Minh Liễn, được bao bọc bởi các sông Đa Độ, sông Tập, sông Sàng. Đời vua Thành Thái năm 1890 thì đổi tên xã Minh Liễn thành Cốc Đồ Du. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, con người nơi đây qua nhiều thế hệ luôn cần cù sáng tạo, bền bỉ trong lao động, khai hoang và cải tạo đồng đất, mở mang cộng đồng, anh dũng kiên cường trong chiến đấu, nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và hạnh phúc. Vâng, xin đã hoàn thành xong lượt về lần thứ 2 và các vận động viên nữ của chúng ta đang bắt tay lượt đi lần thứ 3. Rồi
trở về đích trước sự hân hoan của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn, chúng ta đang được chứng kiến các vận động viên nữ ở được. Vâng, vâng, xin cảm ơn, xin được chào đón, xin được chào đón những người con với những vận động viên nữ đến từ đơn vị xã Đại Hà ở đường đua số 4 cũng đã hoàn thành xong lượt về đích đối với các vận động viên nữ. Và lúc này chúng ta cũng đang được chứng kiến ở đường đua số 1 các vận động viên đến từ đơn vị xã Minh Tân, chỉ một lát nữa thôi là các cô gái của chúng ta sẽ hoàn thành xong lượt về lần thứ 3 đối với các vận động viên nữ. Quý vị và các bạn, chúng ta không quên cổ vũ động viên tạo sức mạnh cho các vận động viên của chúng ta đến từ đơn vị xã Minh Tân ở đường đua số 1. Vâng, chỉ một lát nữa thôi. Chỉ một lát nữa thôi là các vận động viên đến từ đơn vị xã Minh Tân đường đua số 1 sẽ hoàn thành xong lượt về trước sự hân hoan của quý vị và các bạn. Vâng, xin chào đón những cô gái đến từ đơn vị xã Minh Tân đã hoàn thành xong lượt về lần thứ 3. Cổ động viên của Xuân Tây chúng ta lưu ý. Các vận động viên của chúng ta lưu ý, sau khi các vận động viên của chúng ta đã hoàn thành chuẩn bị trở lại của tổ, giơ tay lên báo hiệu thôi ạ. À, đường đua số 3, đường đua số 2, giơ tay báo hiệu đã xong chưa? Ba đường đua đã xong, đề nghị tổ trọng tài chúng ta chuẩn bị hô lệnh. Trọng tài và các vận động viên chuẩn bị. 1, 2, 3, xuất phát. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, vậy là tổ trọng tài cũng đã phát lệnh xuất phát. Lúc này các vận động viên nam của chúng ta đến từ đơn vị xã Thuần Thiên ở đường đua số 4. Các vận động viên của chúng ta đến từ đơn vị xã Tân Trào ở đường đua số 2 và các vận động viên nam đến từ đơn vị xã Du Né. Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau 10 năm mùa lễ hội và năm nay là mùa lễ hội. Thông báo tới cho quý vị, năm nay là năm đầu tiên đơn vị xã Tân Trào tham dự một lễ hội truyền thống của huyện. Ở xã Tân Trào thì cũng có những lễ hội rất lớn, đó là lễ hội Bật Cầu, lễ hội Rước Lợn Đồng Bồ. Và cũng chính bởi những lễ hội truyền thống của địa phương cho nên trùng với lễ hội đua thuyền của huyện, cho nên năm nay là năm đầu tiên sau 15 mùa lễ hội thì mùa xã Tân Trào mới tham gia lễ hội đua thuyền của huyện Kiến Thụy. Tham dự lễ hội, chúng ta sẽ thấy được thành tích của họ, đó chính là sự đoàn kết gắn bó, yêu thương, và họ sẽ chiến thắng với niềm tin dành cho tất cả những người dân của địa phương họ đang chờ đợi. Kính thưa toàn thể quý vị, đơn vị xã Tân Trào. Tân Trào thì nằm phía nam của huyện Kiến Thụy, phía bắc giáp xã Đại Hà, phía tây, tây bắc giáp xã Kiến Quốc, phía đông thì giáp xã Ngũ Đoan, phía tây nam và nam giáp sông Vân Úc. Từ trung tâm xã theo đường 404 qua 402 về đến trung tâm huyện Lỵ là 5 km. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 438,6 ha. Các cuộc khởi nghĩa nông dân của Nguyễn Hữu Cầu năm 1741-1751, Phan Bá Vành 1821-1827, Mạc Thiên Binh chống lại triều đình phong kiến thối nát và thực dân Pháp xâm lược đều được nhân dân xã Tân Trào tích cực tham gia. Từ năm 1930 thì Kim Sơn trở thành trung tâm phong trào cách mạng của huyện. Nhiều thanh niên ưu tú được giác ngộ cách mạng, tiêu biểu là Đoàn Đắc Diễn, Nguyễn Đức Bạn. Dưới sự lãnh đạo của Việt Minh tỉnh và huyện, nhân dân Kim Sơn đứng lên giành chính quyền vào ngày 12 tháng 7 năm 1945 và thành lập ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng. Ngày 4 tháng 8 năm 1945 thì nhân dân làng Kim Sơn cùng toàn huyện đã đánh bại trận càn quy mô lớn của giặc Nhật nhằm tiêu diệt chính quyền cách mạng non trẻ vừa mới ra đời. Ngày 25 tháng 9 năm 1946, Ủy ban Hành chính xã Tân Trào được thành lập. Ngày 19 tháng 10 năm 1946, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở địa phương được ra đời. 9 năm trường kỳ kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược, mặc dù phải nằm trong vòng o ép kìm kẹp của địch, quân dân Tân Trào vẫn một lòng theo Đảng, kiên cường bám trụ đấu tranh giải phóng quê hương, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì nhân dân xã Tân Trào tiếp tục vừa sản xuất vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, sẵn sàng chi viện sức người sức của cho tiền tuyến, thực hiện thóc thừa cân, quân thừa người, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Và hôm nay với tinh thần ấy thì chúng ta sẽ cùng chào đón đơn vị các vận động viên của xã Tân Trào tham gia trong mùa lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ, mùa lễ hội thứ 16 xuân 2023. Như quý vị và các bạn chúng ta cũng đã được chứng kiến, mặc dù năm nay là năm đầu tiên xã Tân Trào tham gia mùa lễ hội lần thứ 16, lễ hội đua thuyền rồng truyền thống của huyện Kiến Thụy Xuân Quý Mão. Nhưng quý vị và các bạn chúng ta đang thấy các vận động viên của Tân Trào của chúng ta cũng đang cố gắng hết sức, dồn hết tâm trí vào tay lái mái chèo. Và như quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến thì các vận động viên của chúng ta ở ba đường đua số 2, đường đua số 3 và đường đua số 4. Lúc này các vận động viên của chúng ta đơn vị xã Tân Trào cũng đã cắt qua cột mốc, đang bắt tay vào lượt về lần thứ 2. Và các vận động viên của chúng ta ở đường đua số 3, đây là đơn vị xã Du Né. Và đơn vị xã Du Né thì cũng đã nhiều năm tham dự mùa lễ hội. Vâng, quý vị và các bạn chúng ta đang được chứng kiến. Quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến ở ba đường đua. Lúc này các vận động viên của chúng ta cũng đang đương sức đương tài để bắt tay vào lượt về lần thứ 2. Và để rồi các vận động viên nam của chúng ta phải trải qua 4 lượt đi và 4 lượt về. Thưa quý vị, và như chúng tôi vừa giới thiệu thì năm nay là năm đầu tiên tham dự lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ của xã Tân Trào và xã Thuận Thiên. Và ở đường đua số 4 là đơn vị xã Thuận Thiên cũng đang cố gắng hết sức mình để dồn lực vào tay lái mái chèo, bám sát hai đơn vị thì cùng mình trong lượt đua này. Và kính thưa toàn thể quý vị, đơn vị xã Thuận Thiên cũng có một lễ hội truyền thống rất lớn và được rất nhiều người biết đến. Sử sách có ghi lại đó là lễ hội Minh Thề sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng. Và xin mời quý vị, ngày 14 tháng Giêng này chúng ta sẽ cùng đến tham dự lễ hội Minh Thề tại xã Thuận Thiên. Kính thưa quý vị, kính mến, xã Thuận Thiên thì nằm về phía bắc của huyện Kiến Thụy. Miền đất Thuận Thiên được hình thành do sự bồi đắp của phù sa sông Văn Úc, sông Lạch Tray và quá trình khai hoang lấn biển hàng nghìn năm. Chào đón các vận động viên. Chúng ta đã cắt qua cột mốc và chuẩn bị cho vòng đua tiếp theo. Vâng, quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở hai đường đua số 2 và đường đua số 4. Là các vận động viên đến từ đơn vị xã Tân Trào và đơn vị xã Thuận Thiên. Đây là hai đơn vị năm. Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, vậy là các vận động viên của chúng ta đang bắt tay vào lượt đi lần thứ 3. Chỉ một nát nữa thôi. Vâng, chỉ một nát nữa thôi là các vận động viên của chúng ta sẽ hoàn thành xong lượt đi lần thứ 3 để bắt tay vào lượt về lần thứ 3. Các vận động viên của vùng được biểu hiện qua tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động lễ hội đình chùa tiêu biểu là lễ hội Minh Thề, tư văn dõng dạc đọc miên thệ. Tất cả chức sắc, chức dịch, bô lão và nhân dân, từ kẻ sĩ đến nhà nông trong hương thôn, ai dùng của công xây dựng việc công xin thần linh ủng hộ, ngược lại người nào lấy của công về làm của tư xin thần linh trừng phạt. Y như lời thề, mọi người tham dự cùng đứng dưới trăng xưa hội vào đêm rằm tháng 8 âm lịch trên giải đầm từ của chùa Hòa Liễu đến cửa phủ Kiến Thụy, Trà Phương, đến tận bến đình Kỳ Sơn, Tân Trào. Thanh niên nam nữ Hòa Liễu du lễ Kỳ Sơn, Ngọc Tỉnh, Kim Sơn thường thả thuyền trên dòng nước sâu, dọc đầm vừa trèo vừa thi hát. Và hôm nay thì chúng ta còn được chứng kiến sự mạnh mẽ đoàn kết. Các bạn chúng ta đang được chứng kiến các vận động viên của chúng ta ở ba đường đua số 2, đường đua số 3. Các vận động viên của chúng ta cũng đã hoàn thành xong lượt về lần thứ 3. Để rồi các vận động viên của chúng ta đang bắt tay vào lượt đi lần thứ 4, đó là lượt về đích. Thì quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến ở hai đường đua số 2, số 3. Đó là các vận động viên của Tân Trào và cũng đã hoàn thành xong lượt về lần thứ 3 và đã cắt qua cột mốc. Lúc này các vận động viên của chúng ta đang bắt tay vào lượt. Vâng, thưa quý vị, và theo như chúng tôi vừa có nhắc thì lễ hội Minh Thề được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng tại xã Thuận Thiên. Thưa quý vị, cùng với xã Thuận Thiên và xã Tân Trào chính là các vận động viên của xã Du Lễ. Xã Du Lễ thì nằm về phía tây nam của huyện Kiến Thụy, phía bắc thì giáp xã Thuận Thiên, phía đông giáp xã Thụy Hương và có tên là Trang Du Lễ. Trước năm 1945 thì là một xã thuộc Tổng Nghi Dương. Sau cách mạng tháng 8 1945, Tổng Nghi Dương đổi tên thành xã Ngũ Phúc, gồm các thôn Du Lễ, Tú Đôi, Xuân Dương, Mai Dương và Nghi Dương. Thời kỳ cải cách ruộng đất năm 1956, thôn Du Lễ và Tú Đôi được tách ra thành lập xã Kiến Quốc. Trước yêu cầu đổi mới ngày 10 tháng 1 2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2004 về việc thành lập xã Du Lễ. Xã Du Lễ hiện nay có 5 thôn. Thôn 1 có tên cũ là Xóm Vàng, Cát Bối. Thôn 2 có tên cũ là Xóm Bến, An Mỹ. Thôn 3 có tên cũ là Xóm Trung, Xóm Mít. Thôn 4 có tên cũ là Xóm Chùa, hay còn gọi là Xóm Độ.
thôn 5 có tên cũ là xóm Ban. Vâng, và nơi này các vận động viên của chúng ta ở. Quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn, chúng ta đã được chứng kiến các vận động viên của chúng ta mặc dù là năm đầu tiên. Vâng, mặc dù là năm đầu đã hoàn thành xong được về đích. Và tiếp theo là các vận động viên ở đường đua số 3, đó là các vận động viên của xã Du Né. Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù là năm đầu tiên tham dự mùa lễ hội, nhưng mà lúc này các vận động viên của chúng ta ở đường đua số 4 đến từ xã Thuận Thiên cũng đã về đích trước sự hận. Xin được chúc mừng ba đơn vị đã hoàn thành xong lượt đua thứ tư, đó là xã Thuận Thiên, xã Tân Trào và xã Du Lễ. Và đặc biệt xin được gửi lời chúc mừng cho các vận động viên của đơn vị xã Tân Trào, nơi tiếng trống Kim Sơn vang dậy trong lịch sử của huyện nhà. Xin được chúc mừng tất. Sáng 31 tháng 1, tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, tại thị trấn Núi Đối, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy long trọng tổ chức lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ lần thứ 16 Xuân Quý Mão 2023. Lễ hội thu hút sự quan tâm cổ vũ đông đảo của người dân và du khách. Mặt khác, lễ hội khích lệ nhân dân tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đặc biệt, thông qua lễ hội nhằm động viên, khích lệ những chàng trai, cô gái miền biển thường xuyên luyện tập nâng cao sức khỏe, chinh phục bảo vệ biển khơi, khai thác nhiều hải sản, phát huy thế mạnh của huyện ven biển, ven đô làm giàu cho quê hương, đất nước. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Quý Mão 2023. Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ là lễ hội dân gian mang ý nghĩa linh thiêng với ý niệm cầu mong cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ của huyện Kiến Thụy được khôi phục vào năm 2007. Lễ hội được tổ chức hàng năm là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, con người Kiến Thụy đến với du khách gần xa, đồng thời thể hiện sự đoàn kết, tinh thần thượng võ, lòng mến khách, thân thiện của người dân Kiến Thụy. Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ huyện Kiến Thụy lần thứ 16 có sự tham gia của 18 đội đua gồm 13 đội nam và 5 đội nữ đến từ 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với tổng số 360 vận động viên. Đây là năm đầu tiên có sự tham gia đầy đủ của tất cả các địa phương trên địa bàn huyện. Các vận động viên nữ chúng ta lưu ý và kiểm tra lại lái. Sau khi các vận động viên của chúng ta cũng đã hoàn thành lượt chuẩn bị xuất phát thì đề nghị các vận động viên của chúng ta đại diện cho một người trong đội chèo, chúng ta giơ tay lên báo hiệu để tổ trọng tài. Đường số 2, xuất phát. Và thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến lượt đua lần thứ 5. Các vận động viên nữ ở đường đua số 1 đến từ đơn vị xã Ngũ Đoan, đường đua số 2 các vận động viên đến từ đơn vị xã Thanh Sơn và đường đua số 3 các vận động viên đến từ xã Kiến Quốc. Đây là 3 đường đua của các vận động viên nữ. Các vận động viên nữ của chúng ta phải trải qua 3 lượt đi và 3 lượt về. So với nam thì các vận động viên nữ ngắn hơn các vận động viên nam là 1 vòng. Như vậy là chúng ta đang được chứng kiến các vận động viên nữ của chúng ta ở 3 đường đua, thì lúc này các vận động viên nữ của chúng ta đang bắt tay vào lượt đi lần thứ nhất ở đường đua số 1. Các cô gái của chúng ta rồi các vận động viên của chúng ta sẽ phải bắt tay vào lượt về lần thứ 2 và bắt tay vào lượt đi lần thứ 3. Rồi trở lại với lượt về lần thứ 3, đó là lượt về đích. Thì quý vị và lúc này các vận động viên của chúng ta cũng đang được sức được tài đã hoàn thành xong lượt đi lần thứ nhất. Quý vị và các bạn chúng ta cũng đã được chứng kiến thì các mùa lễ hội thì những điều bất ngờ sẽ được xảy ra, và trong thể thao thì nước rút. Các vận động viên của chúng ta sẽ ở đường đua số 1 là đơn vị xã Ngũ Đoan, đường đua số 2 là các vận động viên nữ của đơn vị Thanh Sơn, và ở đường đua số 3 là các vận động viên nữ của đơn vị xã Kiến Quốc. Chúng ta đang chứng kiến lúc này thì cả 3 đơn vị, vâng ạ, các vận động viên của chúng ta đều đang hết sức cố gắng, và bây giờ thì gió vẫn còn có vẻ như lớn hơn.
đây cũng là một trong những trở ngại khiến cho các vận động viên của ta khi bơi thuyền ngược gió sẽ mất nhiều sức hơn và ảnh hưởng tới thời gian. Bây giờ thì nước đang lên và gió to hơn cản trở sự vượt qua lên. Như vậy các vận động viên nữ của chúng ta cũng đã hoàn thành xong lượt về lần thứ nhất, và các vận động viên của chúng ta đang bắt tay vào lượt đi lần thứ hai. Các vận động viên của chúng ta đang bắt tay vào lượt đi lần thứ hai. Quý vị và các bạn, chúng ta đang được chứng kiến ở ba đường đua, các vận động nữ của chúng ta, các cô gái miền biển của chúng ta đang thể hiện cống hiến hết mình với màn rượt đuổi, với những đường cua thông minh cho quý vị và các bạn đầy mãn nhãn trong mùa lễ hội ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và theo quan sát của tất cả chúng ta thì đang nhích hơn một chút, đó chính là tên từ năm 1946 về phía đông nam của huyện Lỵ Kiến Thụy, gồm có 5 thôn Ngọc Liễn, Cao Bộ, Nhân Trai, Cổ Trai, Đồng Rồi. Ngũ Đoan Hưng có nghĩa là ngũ là 5 là 5 làng, đoan là đoan ước, hưng là hưng thịnh, có nghĩa là giàu có, phát triển, nghĩa rộng là 5 làng liên kết với nhau hình thành một xã, đoan ước chung lưng đấu cật xây dựng xã trở thành vững mạnh. Tương truyền xây dựng Dương Kinh, kinh đô thứ hai tại quê nhà Cổ Trai, được sự quan tâm của các ngành chức năng, vương triều Dương Kinh nhà Mạc đang từng bước được xây dựng lại, là nơi mọi người đến du xuân hưởng ngoạn và tưởng nhớ tới một triều đại vương triều nhà Mạc. Và đặc biệt ngày 6 tháng riêng hàng năm có một lễ hội rất lớn, đó chính là lễ hội khai bút. Xưa kia cứ mỗi khi mùa xuân về sau Tết Nguyên Đán, các làng đều mở hội xuân thưởng võ, tổ chức thị vật, tuyển những đồ vật khỏe và khuyến khích phong trào rèn luyện thanh niên cường tráng để sản xuất đánh giặc giữ làng. Hay mỗi độ thu sang cày cấy đã xong, dưới ánh trăng thanh gió mát, trai tráng trong làng tổ chức hát đúng, ca ngợi cuộc sống lao động thanh bình. Những tiếng ca, câu hò, giọng hát thấm đượm tình quê, biểu hiện sức sống mãnh liệt, vừa thông minh lại vừa sáng tạo. Ngày nay các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của địa phương ngày càng được phát triển về nhiều mặt, tiềm năng về kinh tế ngày càng được đổi mới. Và tinh thần của ngũ đoan lúc này thì chúng ta đang được chứng kiến qua tay lái mái chèo của các vận động viên nữ trong lễ hội truyền thống đua thuyền rồng trên sông Đà Độ mùa xuân 2023. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị những tràng vỗ tay để chào đón lượt về thứ hai của các vận động viên nữ trong lượt đua này. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đang được chứng kiến các vận động viên nữ của chúng ta ở đường đua số 1, các cô gái đến từ đơn vị xã Ngũ Đoan lúc này đã tạm thời bứt phá lên đầu, bỏ xa đường đua số 2 và đường đua số 3 với trên một thân thuyền. Vâng, và lúc này các vận động viên nữ của chúng ta ở đường đua số 1, những cô gái của xã Ngũ Đoan đã hoàn thành xong lượt về lần thứ hai, và lúc này các vận động viên nữ của chúng ta đang bắt tay vào lượt đi lần thứ ba. Vâng, đang bắt tay vào lượt đi lần thứ ba. Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, cũng không kém phần sôi động đó là các vận động viên ở đường đua số 2, các vận động viên những cô gái của Thanh Sơn cũng đã hoàn thành xong lượt về lần thứ hai. Và lúc này các vận động viên của chúng ta ở ba đường đua đang bắt tay vào lượt đi lần thứ ba. Vâng, lượt đi lần thứ ba như vậy chỉ một lát nữa thôi là các vận động viên của chúng ta sẽ trở lại đón lượt về lần thứ. Thời tiết lúc này gió cũng còn mạnh hơn buổi sáng. Đây cũng là trên đầu, đó là đường đua số 1, những cô gái của Vũ Đoan đang tạm thời dẫn đầu. Thanh Sơn, kính thưa tất cả quý vị, Thanh Sơn nằm kề sát trung tâm huyện Lỵ, vùng đất Thanh Sơn có núi, có sông, cây trái xanh tốt bốn mùa. Theo sắc phong thì thần tích của làng ghi lại, từ khi nhà Lý giành được quyền tự chủ đất nước cuối thế kỷ thứ 10, đầu thế kỷ thứ 11, vùng đất này có nhiều dòng họ về đây khai phá ruộng vườn, phát triển nghề trồng lúa nước. Sau chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược thì với phương châm thực túc binh cường, vừa sản xuất vừa chiến đấu, lực lượng dân quân của xã phối hợp với dân quân Thụy Hương bắn rơi một máy bay phản lực AD-6 của Mỹ trên trận địa phòng không ở núi Trà Phương. Hàng trăm thanh niên đã không tiếc máu xương, nguyện cống hiến cho tuổi xuân của mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới, cán bộ và nhân dân Thanh Sơn ngày đêm trăn trở, quyết tâm vượt khó, vươn lên, từng bước làm giàu. Cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, kinh tế phát triển, bộ mặt làng quê ngày càng khởi sắc và các phong trào thể dục thể thao ngày càng được phát triển mạnh mẽ. Điều đó đang được thể hiện qua những tay lái mái chèo của các vận động viên nữ, và chắc chắn rằng họ sẽ chiến thắng về tinh thần, về ý chí kiên cường trong lễ hội năm nay. Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, và lúc này quý vị và các bạn, chúng ta đang được chứng kiến những cô gái miền biển của chúng ta đến từ ba đơn vị Ngũ Đoan, Thanh Sơn và Kiến Quốc. Những cô gái miền biển, những người con của miền biển, những người hùng, những người phụ nữ tuyệt vời nhất của Kiến Thụy đang cống hiến cho quý vị và các bạn. Cổ động viên của Ngũ Đoan đâu ạ?
chúng ta hãy nổi trống chiếc và những tràng pháo tay hòa reo cổ vũ động viên cho các cô gái miền biển đến từ đơn vị Sáng Vũ Đoàn. Vâng, xin cảm ơn những cô gái, những người hùng của đơn vị Sáng Vũ Đoàn đã hoàn thành xong lượt về. Và cổ động viên của Thanh Sơn đó, cố gắng vâng ạ, và cổ động viên của Thanh Sơn đâu ạ? Mặc áo vào. Cổ động viên của Kiến Quốc thôi ạ. Chúng ta cùng dành những tràng pháo thật lớn để chào đón các vận động viên của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình trong buổi lễ hội năm nay. Xin được chúc mừng các vận động viên. Xin được chúc mừng các chị. Các chị là những người rất tuyệt vời. Xin cảm ơn những người hùng, những người con gái miền biển, quê hương của Kiến Thụy cũng đã cống hiến cho quý vị và các bạn trong một mùa lễ hội đầy mãn nhãn và đầy không khí tươi vui và đầy không khí phấn khởi với những sức mạnh dẻo dai của những cô gái miền biển. Xin cảm ơn những cô gái miền biển rất nhiều. Xin mời các chị thuyền số 3, chúng ta hãy đưa thuyền về bến. Xin mời các vận động viên đưa thuyền về đúng vị trí bến ạ. Lên xuống ở khu vực cho MC ngồi rất là nguy hiểm. Đây nên báo trọng tài đã xong chưa? Đường đua số 1, giơ tay nào. Các vận động viên của chúng ta ở các đường đua sau khi chuẩn bị xong đề nghị. Đường đua số 3. Tay và các vận động viên chuẩn bị. 1, 2, 3. Vâng, thưa các bạn, quý vị và các bạn, chúng ta cũng đang được chứng kiến ở 4 đường đua của 4 đơn vị đến từ Tú Sơn, Đoàn Xá, Đại Hợp và Hữu Bằng. Lúc này các vận động viên của chúng ta cũng đang bắt tay vào lượt đi lần thứ nhất. Đơn vị xã Hữu Bằng ở đường đua số 4, đơn vị xã Đại Hợp đường đua số 3, đơn vị Đoàn Xá đường đua số 1 và đơn vị Tú Sơn ở đường đua số 2. Quý vị và các bạn, chúng ta cũng đang được chứng kiến. Đây là bốn đơn vị được giới chuyên môn chúng tôi đánh giá là ngang sức ngang tài. Như quý vị và các bạn, chúng ta đang được chứng kiến đang tạm thời bước phá dẫn đầu, đó là các vận động viên của Tú Sơn ở đường đua số 2. Đang bám theo sát đường đua số 2, đó là các vận động viên của Hữu Bằng ở đường đua số 4. Đang tạm thời dẫn trước vận động viên này là các vận động viên đến từ đơn vị xã Tú Sơn ạ. Và ở đường đua số 4 cũng đang bám rất sát và họ cũng cùng một lúc. Vâng, và lúc này quý vị và các bạn đường đua số 4 thì các vận động viên của Tú Sơn và Hữu Bằng cũng cùng tạm theo sát nhau ở hai đường đua số 2 và đường đua số 4. Và lúc này các vận động viên của chúng ta đến từ đơn vị xã Đoàn Xá đường đua số 1 đã hoàn thành xong lượt về đường thứ 2. Các vận động viên của chúng ta đường đua số 3 cũng đã hoàn thành xong lượt về đường thứ 2. Để rồi các vận động viên của chúng ta sẽ bắt tay vào lượt thi đấu thứ 3. Cố lên! Thưa quý vị, và đường đua số 2 là các vận động viên đến từ đơn vị xã Tú Sơn. Xã Tú Sơn thì nằm về phía đông nam của huyện. Và diện tích tự nhiên là 687 ha. Theo sử sách lưu truyền, Tú Sơn là vùng đất hình thành từ rất sớm, thế kỷ 13. Cư dân từ các nơi lần lượt về đây sinh sống. Năm 1813 thì tổng Nãi Sơn thuộc huyện Nghi Dương gồm các xã Nãi Sơn, Lê Xá, Đồng Mô, Hồi Xuân và Phủ Lỗi, Bàng Động, cả phần đất phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn hiện nay. Nãi Sơn có tên nôm là Nãi, trước năm 1945 là tổng Nãi Sơn. Sau cách mạng tháng 8 1945 thì xã Tú Sơn được thành lập trên cơ sở 4 xã của tổng Nãi Sơn gồm Nãi Sơn, Lê Xá, Hồi Xuân, Đồng Mô. Năm 1980 thì khu kinh tế mới của Tú Sơn được thành 10 thuộc Đồng Mô. Dân cư được điều động từ các thôn trong xã tháng 17 2007, thực hiện nghị định 145 của chính phủ về việc điều chỉnh để thành lập quận Đồ Sơn và quận Đồ Sơn. Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, các vận động viên đang của chúng ta đang bắt tay vào lượt về thứ 3. Như vậy ở hai đường đua số 4 và đường đua số 2, các vận động viên của chúng ta trở lại với lượt về, đó là lượt về đích. Quý vị và các bạn, chúng ta đang chứng kiến ở hai đường đua số 1 và đường đua số 3. Đơn vị đến từ Đoàn Xá và Đại Hợp thì các vận động viên của chúng ta cũng đã cắt qua cột mốc để bắt tay hết sức mình, dùng sức của mình để dùng tay áo mái chèo để trở về đích và kính thưa quý vị, những tràng pháo tay của tất cả quý vị sẽ là nguồn cổ vũ động lực. Vâng, đang bám theo sát đường đua số 4 đó là hai của các vận động viên. Xã Đại Hợp, từ xưa thì vùng đất này có tên là Thiên Lộc, tên Thiên Lộc đứng làm tên tổng, sau đổi thành Đại
Lộc, tổng đại Lộc gồm các xã, đoàn xã, quân bục và tiểu bàn. Cố lên! 1980, cố lên đại Hà Môn! Cuối thế kỷ 18, dân tộc đông sắp biển, giáp với tiểu bàn, phát triển nghề cá và đổi tên thành quân mục. Thế kỷ thứ 13, vùng này là căn cứ hải quân khá mạnh của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược lần thứ 2 và lần thứ 3 dân chúng trong vùng 88 trên vùng cửa biển Đại Bàng. Như lúc này, quý vị và các bạn chúng ta cũng đang được chứng kiến các vận động viên của chúng ta đang ở lượt đi lần thứ 4 là những điều bất ngờ trong thể thao sẽ được xảy ra trước mắt quý vị và các bạn trên bến sông Đa Đô này. Vâng, lúc này, quý vị và các bạn chúng ta đang được chứng kiến các vận động viên của Mỹ Bạc. Tranh tài ở 6 đợt đua. Mỗi đợt đua, các vận động viên của chúng ta thể hiện được tinh thần, ý chí quyết tâm cao, nỗ lực hết mình, đã cống hiến cho khán giả những pha bứt tốc đầy kịch tính với những tình huống bám đuổi hết sức quần mục trên những đường đua xanh. Mỗi đợt đua đều thể hiện được tinh thần thể thao, đoàn kết, cao thượng, giành thành tích cao. Giải đấu đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích, cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong huyện nhà, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý khán giả và toàn thể nhân dân, sau đây là phần trao giải. Ban tổ chức trao giải: 1. Tay lái giỏi nam, tay lái giỏi nữ; 2. Các giải khuyến khích; 3. Giải nhất, nhì, ba, tư ở nội dung đua thuyền nữ; giải nhất, nhì, ba, tư ở nội dung đua thuyền nam. Sau đây là nội dung trao giải. 1. Ban tổ chức trao giải tay lái giỏi nam, tay lái giỏi nữ. 1. Tay lái giỏi nam thuộc về vận động viên Bùi Văn Báu của đội Sa Hữu Bằng. 2. Giải tay lái giỏi nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Lý của đội Sa Ngũ Đoàn. Xin mời hai vận động viên lên sân khấu nhận giải. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Duy Minh, trưởng phòng văn hóa thông tin, đồng chí Hoàng Thị Thúy Hà, giám đốc trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện lên tặng hoa trao thưởng cho các tay lái xuất sắc ngày hôm nay.
chúng tôi cho đón tiếp nhận và